Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Sĩ Kẹo đây. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem trên kênh Sĩ Kẹo, đừng quên đó là hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Yo, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chế độ chơi tử thần trong phiên bản OB22. Rất là may mắn khi mình là một trong những streamer được test trước phiên bản mới này. Thật sự là phiên bản mới chơi rất là đã luôn. Ok chưa? Chế độ tử thần thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình đấy là có 4 ba lô vũ khí. Thì hiện tại là mình quen chơi XM8 nên là mình lựa chọn XM8 thôi. Được chưa anh em? Ui. Nhiệm vụ của các bạn đấy là anh em sẽ bắn người. Làm sao cho anh em khi mà các bạn tích đủ cái lượng mana hoặc là anh em tích đủ nộ thì ok, các bạn có thể biến thành tử thần. Hey, rất là hay đúng không nào? Ui, cái đậu xanh. Vãi nổi. Bắn ghê quá anh em ạ. Mày nói chuyện với anh em nhưng mà không sao cả được chưa ạ. Thì cái trận đấu này của chúng ta chỉ có 9 người chơi thôi. Mà yes, một kill đầu tiên. Đâu rồi, có ai nữa không? Hả? À, cái đầu. Mày trốn đây à? Ui dồi ôi, đầu khá bảnh á, sợ quá. Yes, rất là nhẹ nhàng luôn. Vậy là mình đã có được kill thứ hai rồi. Ê, hình như là kill thêm một mạng nữa chúng ta sẽ tích đủ nộ và có thể là biến thành tử thần nhá. Ui mẹ ơi, thằng nào kén mạng vậy đây à? Đây à? Ma láo thế, ra đây. Ui mày này, con chó này, mày cái mạng bố mẹ. Ui mẹ ơi, cầm dao cầm chảo luôn, vãi cả trưởng. Ui bạn đây đứng. Ui cái đậu xanh này, ra đây. Thì khi mà anh em càng kêu mạng ấy thì tốc độ chạy của anh em nó sẽ nhanh hơn, tốc độ bắn hình như là cũng nhanh hơn thì phải. Ui mẹ ơi, phóng liệu này. Thôi, phải để toang mẹ ơi. Bạn ơi, ăn phóng liệu đi. Tuổi gì, viên nữa này. Này. Ui thôi, phần này ngu rồi. Thế là mình chậm một tí anh em. Tiếc vãi trưởng, thế mèo nào trời. Chậm một tí này, hơi toang. À, con chó này làm sao. Bố mẹ sợ mình quá. Ui, đủ nộ rồi. Đấy. À, sau khi mà anh em tích đủ nộ nha, các bạn biến hình thành cái thần chết này. Đó, nhân vật thần chết anh em ấy nhảy như kiểu là siêu nhân này. Thật sự là rất là vui. Mà anh em mà cầm một cái gì vô cùng là to nhá. Thì tí nữa tôi thể hiện skill cho anh em xem này. À, bọn dần. Ui mẹ ơi, còn có hai đứa nó cũng tích đủ nộ này. À, một thần chết ra đi này, còn thằng nào nữa? À, thằng này à? Ui thần chết kia thì cũng ra đi luôn nhá. Hay đứng lại bạn ơi, vội gì? Ui đi đâu mà vội mà vang ơi, mà vấp phải đá này, mà quàng phải cái rìu của anh. Yes, nhẹ nhàng. Đơn giản anh em. Ơ mày à, trốn đi á? Ui cái gì đấy? Trốn đi à? Trốn đi đâu ấy? Mày này. Thật sự là khi mà anh em sau khi các bạn dùng xong 3 chiêu ấy, nó sẽ có một cái khoảng thời gian delay. Đấy anh em, giống kiểu các bạn hồi chiêu á. Ồ thằng này à. Ra đợi. Cái đậu xanh. Ôi mẹ ơi. Hết thời gian làm tử thần thì các bạn lại biến trở thành người thường đậu xanh. Tôi chỉ muốn làm tử thần thôi. Tôi thấy mới vui, chơi anh em chơi kiểu này hơi chán. Sao bắn nó không mất máu nhở? Như kiểu lỗi ấy, thì như là này. Mãi mới chết anh em ở phiên bản mới này. Nhiều khi anh em kiểu lỗi sao ấy. Ping thì hiện tại 58 ấy, ping cũng khá ổn nhưng mà không hiểu sao lỗi nhỉ. Thằng nào ăn bố mày đây? À đây. Đây, đậu xanh này đông ghê phết nhỉ. Lấy bản em ơi. Thôi mẹ ơi. Nó cầm phóng liệu mình không để ý. Sorry mọi người nha. Trời ngáo quá. Sorry các bạn. Ok. Hiện tại vẫn là có mỗi M18 ấy, mình thấy cái này chơi dễ nhất mà. Đó, có thể là anh em xài cây súng bắn tỉa mới cũng ngon nhưng mà vỡ đầu nhẹ nhàng không. Đó thì mỗi một cái lượt mà anh em ăn được mạng ấy, nó sẽ tăng tốc độ di chuyển này, tăng tốc độ bắn này. Thật sự là rất là hay đúng không nào. Cái đậu xanh này. Yes. Mà Vali. Ok, không sao anh em ơi. Phước keo này chúng ta bày keo khác nhá. Ui mẹ ơi, đang bắn thằng kia mà. Và ai nổi lại gặp thằng nào bắn đây. Mày làm gì đấy hả? Bố mày. Thua anh em ạ. Yeah, mình chơi hơi kém tí. Anh em thông cảm nhá. Chế độ mới mà nên chơi chưa quen lắm. Đó, cũng như là xe vừa thử nghiệm mình chơi thi thoảng nó hơi lag ấy. Anh em bắn địch nó không trừ máu ấy. Đấy mới là điều kiểu mình cay cú. Mày chạy đi đâu rồi thằng tử thần này? Chạy à? Anh xem chú chạy đi đâu? Úi giời ơi, cầm dìu chém nhau cơ. Kinh vãi trưởng anh em ơi. Thằng kia nó bắn à đâu nhỉ? Đúng rồi, nó bắn hai con tử thần tách lô luôn. Vãi nhỉ, phóng liệu này. Sắc con mẹ nó đi. Yes. À,
nó tăng nhảy cao với lại tăng tốc độ di chuyển. Ui, tôi bảo tăng tốc bắn hơi sai. Không sao, hiện tại chúng ta đã lên được tử thần nhá. Mày này làm sao? Làm sao chạy đi đâu? Thằng này nó không thoát được đâu anh em ơi. Mày như là tử thần thì anh em bất tử thì phải. Nó có một cái thanh thôi. Cái thanh này tức là nó sẽ tụt theo thời gian á. Mày này. Mày này. Ok. Cái đậu xanh này làm sao đi đâu? Đi đâu? Ui, nó chạy. Chạy làm sao được em ơi? Ra đây. Ui, thôi. Tôi sắp hết thời gian rồi. Ôi. Oh my god. Như vậy chúng ta lại biến trở thành người bình thường. Ôi bạn ơi, nó cầm phóng lựu. Thụt mẹ ơi. Sao mình xài cây phóng lựu bắn không được nhỉ? Thi thoảng chủ game lỗi. Ui mẹ ơi, lại còn gặp thêm thằng nào nữa kia. Trời ơi. Câu chơi của gì ấy? Ui hiếp người à? Vãi chưa. Ui. Bắn ghê thế không chết này. Lỗi game chắc luôn anh em ạ. Mày tử thần à. Ui tôi bắn nó không bị trừ máu cơ. Sao vậy ta? Thế này chơi gì? Trên mẹo ơi. Thật kia nó lùa mình. Đừng. Anh đừng tha. Nó hạ tôi rồi. Chán vãi. Yêu lại thôi. Lại. Lại đây có X18 rồi. Chuyển thôi. Đi đâu em ơi. Ui dồi ôi. Ui bắn á. Sợ quá này. Ui bỏ mẹ. Ui không sao. Yes, 13 kill. Anh em ơi tôi máu chưa? Ui và ai gì đấy? Gì đấy bạn ơi? Thôi mẹ. Hình như là tử thần cho nó bất tử hay sao ấy? Đậu xanh. Gặp mấy thằng tử thần là coi như xác mẹ định rồi. Ok anh em chỉ còn lại 3 đứa. Tôi không hiểu nhỉ? Tại sao mà anh em được hồi sinh liên tục ấy mà đây nó hiện là còn lại có lẽ 4 là sao tính cả tôi mà. Yes, ok 14 kill nhá. Không hiểu vấn đề này lắm. Rồi chắc là mình sẽ chơi nhiều hơn, xong là mình sẽ tìm hiểu về cái cách chơi chế độ tử thần mới nhá, có gì cho anh em tham khảo. Mày này. Gì đấy? Ui dồi ôi. Ui anh ơi đừng. Anh ơi đừng bắn em. Mà bọn này bắn ghê. Mày chạy với bố mẹ à? Ô. Mày vừa bắn tao đúng không? Ui sao tôi sấy nó không chết nhỉ? Mày này. Ui. Sợ hết. Làm sao đấy? Ui nó nhảy lên được, nó né được. Vai cả trưởng này. Sao nó không chết nhỉ? Thằng này bất tử à? Sao game kiểu gì chán thế? Rõ ràng tôi bắn nó bao nhiêu mà. Này. Giống kiểu bắn nó không có tác dụng vậy. Cái đậu xanh nhà mày. Vãi nồi game. Cái này chắc là lỗi rồi. Lỗi anh em ạ. Kiểu này các bạn bắn địch nó không sao cả ấy. Thôi nên chơi gì? Cái bíp gì đấy? Mẹ ơi, anh em nhìn kìa. Tôi bắn địch mà nó như không ấy, không thể bắn được. Ơ kìa, không trừ máu kìa, không trừ máu này. Này, nó trừ máu nhưng mà địch nó vẫn đang còn sống nhăn răng là sao nhỉ? Đấy, bắn vào đầu liên tục này. Ôi tôi nghĩ là lỗi game rồi. Bởi vì là hiện tại ping nó vẫn khá là ổn nhưng mà kiểu này chắc lỗi game nha anh em. Dự kiến thì phiên bản OB22 nó sẽ ra mắt chắc là tầm khoảng 1 đến 2 tuần nữa thì chúng ta cùng hóng nào. Thật sự là OB22 nó rất là đáng để cho anh em chờ đợi. Ui. Và bây giờ ba thằng kiểu như bất tử luôn. Thật ra chúng nó cũng bắn nhau chứ. Chưa bắn cả tôi thôi nhưng mà có thằng nào die đâu. Ui mấy ông gà rán làm game thế này. Chà. Ok. Ui. Đấy. Các bạn thấy không ạ? Tôi bắn thằng kia nó còn vỡ mẹ cả đầu ra chứ nhỉ. Máu trừ liên tục luôn. Đỏ này. Hình như là cầm dao cận chiến chắc là anh em chém nhau được này. Ôi tôi thấy một thằng vừa dụng này. Ui mẹ ơi. Thằng này chém ghê đấy. Ui. Tóc đỏ luôn ạ. Ui chị ơi. Cái động xanh mẹ tóc xanh rồi thua tóc đỏ. có vẻ như là server test này thì mấy ông Tây ấy chủ yếu là hình như là server test là của Singapore hay sao tôi không nhớ nữa nhưng mà có khá nhiều Tây chơi anh em ạ. Ok chưa ạ? Đấy đâm ra chúng nó thích kiểu tóc khá bảnh xanh lọ tím vàng đúng không nào? Việt Nam mình anh em chỉ thích món quà thôi. Cái bíp gì đây mẹ? Mấy thằng tử thần nó bất tử ấy, đâm ra anh em né nó ra, không chơi nổi đâu. Ok. Lần này vẫn là X18. Cái súng bắn tỉa kia chắc là mình sẽ làm video cho anh em xem trong cái video tiếp theo. Đó coi như là mỗi cái video này cùng trải nghiệm một xíu về phiên bản mới. Mày thích quạt bố mày à? Quạt bố mày á? Xong dụng chưa? Hết thời gian nhá. Tử thần là bất tử anh em ạ. Đúng là như theo cái tên gọi. Chế độ chơi này ông nào hóa thành tử thần thì tha hồ cứu mạng thôi. Yes, mà như là hiện tại mình đang đứng ở vị trí tử thần thứ 2 á.
Thế làm sao để win nhỉ? Hiện tại chỉ còn lại có tầm khoảng 30 giây thôi. Tôi không biết là như nào để win ấy. Mày này, đứng lại. Úi dồi ôi, lại bị ăn quạt. Cầm quả dìu nó dài và sướng vãi. Như nào nhở, mình có chơi Liên Quân ấy thì cái con cầm dìu dài như thế này tôi không nhớ nó là con nào đấy, nhưng mà có một nhân vật trong Liên Quân như thế nhở. Anh em bạn nào biết comment nào. Yes, let's go. Ôi còn 10 giây nữa thôi, mình hóa trở thành người thường. Hết mất zombie rồi. À đâu nhở, hết mất cái tử thần chứ. Ở đây ai được gọi là zombie đâu. Ủa, mẹ thằng này. Mày này. Ô xong. Buya anh em ơi. Không biết được tôi mấy nhở, anh em hóng không? Chúng ta cùng xem ấy. Win game ấy, mấy anh em cầm súng bắn chơi sương sương nhở. Yes. Rồi nhá, thì cái chế độ này theo như mình đánh giá một chế độ giải trí khá là vui, chơi dễ đấy mà. Yes. Ui, sĩ kẹo Free Fire top 1 luôn. Ui, được nhở, được thật sự 6 kill. À, tức là tử thần 6 kill này.